Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Xin kính chào quý vị khán giả à, trở lại với chương trình Cà Phê Sáng của Lý Đo Sài Gòn TV. và xin được nhắc luôn là chúng tôi có trên Facebook, có trên Youtube. Quý vị có thể coi bây giờ và coi lại sau đó nhiều chương trình cũng như là ở trên mạng internet thì quý vị gõ vào cái chỗ địa chỉ internet đó là lido sài gòn tv com cũng như là ở trên tv bình thường ở miền nam california là đài 56.10 bắc cali 16.11 và ở bên texas là bên houston là đài 27.6 rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay là ngày 20 tháng 8 2024. Chào Lê Thái. Dạ vâng Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến anh Nguyễn Trực. Và hôm nay là 20 tháng 8 rồi. Dạ vâng. Còn 10 ngày nữa là mình hết tháng 8 rồi đầu tháng 9 thì mình có một cái lễ hội Trung thu. Dạ vâng kính thưa quý vị, lễ hội Tết Trung thu năm 2024 với nhiều gian hàng ẩm thực phong phú, nhiều trò chơi vui nhộn dành cho thiếu nhi và cuộc thi ăn bánh trung thu hào hứng và rất là thú vị. À, đặc biệt năm nay thì Đài Lido Sài Gòn TV chúng tôi có tổ chức cuộc thi vẽ dành cho những em lứa tuổi từ 9 cho đến 15 tuổi. Chủ đề là cuộc sống muôn màu. Giải thưởng gồm có là ba giải nhất là vé đi Legoland, ba giải nhì là vé đi Sea World, ba giải ba là vé đi Wise Rivers và ba giải khuyến khích. Lễ hội Tết Trung Thu được tổ chức tại sân khấu Phúc Lộc Thọ vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tới tháng 9 từ lúc 2 giờ chiều và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát hình trên Lido Sài Gòn TV.com băng tầng 56.10 ở Nam Cali, 16.11 ở Bắc Cali và 27.6 ở Houston, Texas. À, chúng tôi cũng sẽ livestream trên Lido Sài Gòn TV.com vào cửa miễn phí và kính mời quý vị cùng con em chúng ta tham gia mọi chi tiết bảo trợ và ghi danh. <laughs> Xin quý vị vui lòng gọi vào số là 714. 979 9562 714 979 9562 và quý vị muốn ghi danh thì vào trong website lidosaigontv.com quý vị có thể kéo xuống dưới và vào trong cái mục có một một cái mục là ghi danh đó, quý vị có thể điền information của chúng mình của chúng ta vào rồi để mà có thể mà ghi danh cho con em tham dự những cái cuộc thi trong lễ hội Tết Trung Thu năm nay. À, từ bây giờ cho tới ngày lễ hội Tết Trung Thu hay là cho tới hết tháng 8 này đó, thì thời tiết ở miền Nam California chúng ta sẽ thấy nó ấm và nóng, không có bão, không có mưa gì hết như là những cái vùng như ở Florida hay là vùng Caribbean hiện nay đang là có những cái cơn bão. À thưa quý vị ngày hôm nay sẽ là một ngày nóng quý vị nhà nhiệt độ cao trong ngày có thể lên tới 88 độ 90 độ tùy theo vùng và nhiệt độ thấp vào ban đêm là trong khoảng 65 độ. Trong những ngày tiếp theo, ngày thứ tư là chúng ta sẽ có nhiệt độ cao là 84 nè. Ngày thứ năm nhiệt độ cao là 77 Ồ, đỡ quá xuống hàng 7 là đỡ rồi thứ sáu 77 độ và thứ bảy cũng 77 độ và nhiệt độ thấp vào ban đêm là trong khoảng 62 thứ 64 độ Đây là những cái con số mà à, trong những ngày sắp tới 10 ngày sắp tới thì sao thôi với cái vị từ thứ hai 26 tháng à, à, 8 thì chúng ta thấy là nguyên 10 ngày sắp tới đó là trong khoảng 82 83 độ không không thấy 88 90 nữa Vậy là cũng vui rồi không thấy nóng nhưng mà không thấy dấu hiệu gì về mưa thì đó là cái thời tiết. À, ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là trong cái khoảng 11 12 giờ trưa sẽ là lên tới 86 tới 88 độ. Đây là những cái hình quý vị ha. Sáng sớm hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng thì ở bên ngoài bây giờ hiện tại là 68 độ. Đó, à, lên chừng 9 giờ 10 giờ là 77 rồi nè. À, tới 12 giờ là 86 độ. À có ai trúng vé số hay chưa? Thì uh, Powerball uh, đã sổ rồi uh, ngày thứ hai hôm qua. Thì số 1, số 2, số 15, số 23, số 28 và số 10. Hôm nay quay trở lại con số 20 triệu. Vậy là đã có người trúng tốt hôm qua. Mà trúng ở đâu? miền Nam California. Mấy hôm nay mình thấy toàn là tin tức là những người trúng số vé số cào á thì có nhiều người trúng ở miền Nam California như là thần tài đang đến với chúng ta. Nhưng mà chúng tôi sẽ uh, loan báo rằng uh, trên cái tờ vé số trúng đó đã được mua ở đâu sau mà khi mà mình nói về những cái giải số số. Hôm nay uh, là ngày thứ ba thì Mega Million là gần 500 triệu đồng. Như vậy thì uh, sau chương trình đó uh, mình cũng có thể xuống dưới đường mua tờ vé số để coi uh, mình có là uh, được thần tài tới gõ cửa mình hay không. 500 triệu nha quý vị, 498 Mega Million Trong khi đó Super Lotto là 15 triệu đồng Bây giờ mình coi coi là tờ vé số đã được mua ở đâu tối ngày hôm qua 44 triệu đồng Tờ vé số đó lại được mua ở một cái khu giàu có ừ. Đã giàu còn giàu hơn nữa Giàu thêm nữa yeah. Lê Thái có nhớ là hôm nọ mình đã nói là có một cái uh, tờ vé số Mua uh, tôi không nhớ là Powerball hay là Mega nhưng mà tờ vé số đó là tờ vé số trúng 5 số, chỉ thiếu mỗi con Mega thôi hay là con Powerball thôi mà đã là một triệu mua ở dưới Newport Coast cái phu giàu có nữa. Ha, bữa nào mình lái xe xuống đó mình đi mua vé số thôi coi. <laughs> mình không trúng. Tôi <laughs> <laughs> với quý vị, tờ vé số trúng 44 triệu ngày hôm qua được mua tại thành phố Dinapoy. Oh. Dinapoy ở địa chỉ là 32555 đường Golden Lantern, oh gần tới mùa Trung Thu mình thấy chữ Lantern này nó quen quen ha. Nhưng. Lantern là cái đèn đúng không? đèn yeah. Trung Thu hả? Yeah. Golden Lantern có nghĩa là đường đèn màu vàng cho là vậy đi. <laughs> <laughs> Thôi quý vị à, đó là cái chợ Ralph quý vị nha, chợ Ralph ở 32555 đường Golden Lantern ở Dana Point chưa cho tới giờ phút này thì chưa thấy ai ra và nói rằng là mình đã mua tờ vé số ở đó tờ vé số với những con số chúng tôi vừa mới đọc xong 1 2 15 23 28 và Powerball là số 10 à, cái lần tới mà sổ Powerball sẽ là à, ngày thứ tư cũng như là thứ bảy vào lúc 7 giờ 59 phút à, bây giờ mình đang chờ coi là cái người nào đã mua tờ vé số không biết có người Việt Nam nào mình à, ở cái ngay cái vùng Dana đó mà thường đi chợ Ralph hay không thì nhớ lấy tờ vé số ra coi là tại vì nhiều khi đi chợ về mình lại tưởng nó là cái receipt mình đi chợ rồi mình vo 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 đó là mình quăng cái thùng rác một cái là coi như là mất luôn đó à, nếu mà lãnh tiền một lần thì tờ vé số đó lãnh được 21.9 triệu có nghĩa là gần gần 22 triệu đó 44 mà 22 có nghĩa là một nửa ha ừ. trời thuế gì mà nhiều dữ vậy thuế tới 50 phần trăm luôn đó cho nên à, quý vị nào có đi chợ rau ở Denapoy thì nhớ coi tờ vé số của mình đó là tờ vé số trúng Powerball trúng ừ. số độc đắc 44 triệu tối ngày hôm qua em thấy mỗi lần mà anh cường đưa những cái thông tin về giấy số hay là trúng số mà anh vui dữ dằn giống như là anh trúng vậy đó <laughs> mình phải có cái thành thái vậy vậy? rồi sau đó cơ hội sẽ đến với mình yeah. chứ mình mà mặt mà buồn buồn đó mà mà đi mua tờ vé số đó thì tờ vé số đó không có hên rồi đó <laughs> Dạ vâng à, Thưa quý vị Chúng ta thường biết rằng là Hoa Kỳ có rất là nhiều ngày Nhưng mà quý vị có biết là chúng ta có ngày chó quốc tế không? Ngày oh. chó thế giới Ngày chó quốc ngày, tế Ngày của chó Có nghĩa là tất cả những con động vật nào không biết là có ngày không Nhưng mà riêng con chó là năm nào cũng có một cái ngày oh. riêng của nó à, Ngày chó quốc tế hay chúng tôi gọi là National, National Dog Day thưa quý vị Là một trong những cái ngày mà nó diễn ra vào hàng năm Vào ngày 26 tháng 8 hàng năm và vào ngày chó quốc tế năm nay thì sẽ có một cái sự kiện từ Puppy Palooza. Đây là một trong những cái sự kiện rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ khi mà nó chỉ tổ chức là chỉ có 2 năm một lần mà thôi. Cái sự kiện này thưa quý vị là những ai mà chúng ta yêu mến chó, ừ. đặc biệt là quý vị muốn có sở hữu một cái con chó con thì quý vị có thể là ghi danh vào cái ngày này để mà chúng ta có một cái sự kiện rất là mới đó là puppy Palooza à, vào ngày thứ sáu ngày 23 tháng 8 thì à, chúng tôi sẽ à, sẽ giới thiệu như ABC người ta cũng giới thiệu là sẽ có 25 con chó được đưa ra trong cái sự kiện này à, đó là quý vị có thể nhận nuôi từ một cái tổ chức đó là tổ chức mà SBCA à, Cái tổ chức SBCA này là một trong những cái tổ chức nó rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ ừ. và được mở ra từ những cái năm rất là lâu rồi từ năm 1877 À, khi mà quý vị vào trong những cái mall đặc biệt là những cái mall mà outlet ừ. thì quý vị sẽ thấy những cái bút nhỏ 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 người ta để ở trong đập uh, Block gần mình đây ở Orange County nè thì vào quý vị vào trong đập lót ngay chỗ mà uh, đối diện như mấy cái cửa hàng mà, mà ven đó thưa quý vị thì quý vị sẽ thấy một cái bút ở đó thì những cái nhân viên ở đó người ta sẽ làm uh, cho quý vị uh, drop hoặc là cho quý vị mà để mà chúng ta tài trợ chúng ta bỏ tiền vào từ thiện để mà hỗ trợ những cái con vật nuôi mà bị ngược đãi ở toàn Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới thì là một cái tổ chức mà nó được à, mở ra từ năm 1877 à, và những ai mà chúng ta muốn nhận nuôi những cái con chó này có thể đến làng động vật đồng hành và trung tâm giáo dục là SBCALA PD vào ngày thứ sáu ngày 23 tháng 8 lúc 11 giờ sáng địa chỉ là số 7700 East Springs street ở thành phố Long Beach thì uh, quý vị sẽ được nhận nuôi ba con chó miễn phí và uh, đây là một trong những cái hiệp hội là chống hành vi tàn ác với động vật ở LA của chúng ta và được tổ chức hàng năm để mà đẩy phúc lợi động vật ở Nam California. Uh, quý vị nhớ là khi mà chúng ta muốn vào rồi thì chúng ta phải ghi danh và mọi chi tiết Lê thái sẽ uh, cho quý vị biết chi tiết hơn sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái. Kính thưa quý vị, trước phần thông tin thư thương mại thì Lê Thái có đưa đến quý vị thông tin về một cái tổ chức là SB -CALA. Đây là một trong những cái tổ chức nó được uh, mở ra từ năm 1877 và mục đích của cái tổ chức này đó là họ để mà cống hiến cho cái việc ngăn chặn những cái hành vi mà con người chúng ta tàn ác đối với động vật thông qua những uh, phương án giáo dục rồi thực thi pháp luật hoặc là người ta can thiệp và vận động cho những cái tổ chức này để mà người ta bảo vệ cái động vật nhiều hơn. Uh, quý vị cũng có thể quyên góp vào trong những cái bút ở những cái mò mà quý vị đi ngoài đường thấy. Tại sao Lê Thái đưa quý vị thông tin này? Bởi vì... Uh, Thông qua một số người bạn bè thì lại thấy cũng thấy rằng là nhiều người người ta rất là muốn nhận nuôi những cái con chó con mà nhiều khi bây giờ ở ngoài thị trường thì giá một cái con chó nó cũng khá đắt so với ừ. chúng ta mà mà nhận nuôi về một cái con chó như thế này. Thì uh, thông qua cái chương trình mà Puppy Palooza này tổ chức là 2 năm một lần vào cái ngày quốc tế mà vào cái ngày chó thế giới thưa quý vị. Thì quý vị có thể là apply mà chúng ta ghi danh để mà chúng ta được nhận nuôi những cái con này. Hiện nay ở chương trình này thì có 25 con chó đang available và sẽ bắt đầu mở ra vào ngày 23 tháng 8 sắp tới. Mà không phải là chúng ta muốn ghi danh là chúng ta chắc chắn sẽ được bởi vì rất là nhiều người ta cũng ghi danh và những cái chi tiết những cái điều kiện mà để chúng ta ghi danh vào để được nhận nuôi con chó này thì quý vị cần những cái gì? À, thứ nhất là quý vị phải à, có thể là nộp đơn, không có nghĩa là chúng ta chắc chắn và hoặc là bảo đảm cái việc mà chúng ta nhận nuôi Bobby <laughs> chắc chắn 100% và cái đơn xin chấp nhận này á phải đôi khi bị từ chối bởi vì nó không đủ điều kiện rồi quý vị phải từ 18 tuổi trở lên mới được nhận nuôi mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp có nghĩa là ID do uh, của mình mang theo tất cả những thành viên trong gia đình thí dụ như con cái gia đình chúng ta có ai rồi trong nhà chúng ta nuôi có một con chó hoặc hai con chó vậy quý vị cũng phải đem theo để giới thiệu với những cái con chó đó để người ta xem cái sự thân thiện giữa chó quý vị với những con chó quý vị nuôi như thế nào rồi nếu quý vị ở nhà cho thuê apartment đó thì phải có một cái giấy gọi là cái gọi cái công trắc hợp đồng. Ở nơi đó rồi có cái hợp đồng cho thuê của ban quản lý cũng như là cái người mà chủ manager của cái apartment đó, rồi có những giấy tờ như là CCR, SOA để mà chứng minh rằng vật nuôi của chúng ta được phép nuôi trong cái khu chung cư đó. Rồi quý vị cũng phải vui lòng là dành đủ cái thời gian kiên nhẫn trong cái việc nhận nuôi chó này, có thể là đến đó mất từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ để mà cái hồ sơ quý vị nó được apply hay không và nếu như mà chúng ta bày tỏ cái sự quan tâm đến cùng với một vật nuôi cùng lúc có nghĩa là hai ba người cùng muốn con chó đó ừ. thì uh, sbca lên người ta sẽ đưa ra cái quyết định là sẽ cho cái người nuôi nào tiềm năng nhất và có hồ sơ người nào tốt nhất thì người ta sẽ giao cho người đó còn nhiều, nhiều ví, ví dụ như là nhiều người cùng muốn nuôi cái con chó đó thì sẽ tính đến cái phương án cuối cùng là người ta sẽ là bốc thăm để mà chọn ra một cái người để mà nhận con nuôi con, con chó mà họ thích như vậy Ờ, tất cả những cái chi phí như là chích ngừa rồi tiêm vaccine trong độ tuổi triệt sản khám thú y miễn phí và cái vi mạch thì tất cả những con chó này đều đã được làm rồi thành ra chúng ta chỉ đến là nhận nuôi thôi rồi cứ định kỳ hàng năm hàng tháng gì đó chúng ta chích ngừa thì theo cái lịch trình mà những cái người này người ta đưa ra trong cái chương trình này quý vị nào thấy là con em ở nhà mà thích nuôi chó nhất là con chó con puppy á thì có thể ghi danh để mà nộp đơn vào trong cái chương trình này để chúng ta nhận nuôi một con chó con rất là dễ thương À, nói tới uh, cái điều mà Lê Thái vừa mới nói đó Thì uh, tôi uh, google Cái gì không biết thì mình tra google Người ta thường nói như vậy LA Là một tổ chức xã hội Để ngăn ngừa Những cái hành vi gọi là Ác độc với thú vật S ở đây đó Chữ S ở đây á, là society P ở đây là prevention Chữ C ở đây là crudely Tức là à, tàn ác đó và animal là chữ a ha quý vị ha cái này là thuộc uh, cái uh, 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 cái vùng LA cho nên nó có cái chữ LA đi ở phía sau spca trước đây thì mình vẫn nghe những cái tổ chức mà bảo vệ động vật thí dụ như là tránh những sự tàn ác đối với động vật trước khi nó xảy ra thí dụ như là human society cũng là một cái tổ chức uh, bảo vệ những con động vật mình vẫn nghe là uh, lâu lâu có những bản tin cho thấy họ đi kiếm những cái nơi nào mà vẫn còn ăn thịt chó, rồi họ tới họ giải cứu những cái con chó mà sắp sửa đưa vào lò mổ, ví dụ như vậy đi như là ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc hay ở Trung Quốc vậy đó, thì có những người thuộc đại diện của những cái tổ chức mà bảo vệ động vật đó, đây là thú cưng mà quý vị thấy không? cho nên không thể nào mà đưa con thú cưng vào lò mổ được hay là đánh đập nó vân vân, thì SPCA uh, Society Protection Cruelty Animal đây là tổ chức là cũng bảo vệ nếu mình click vào trong này đó thì nó có nhiều cái để mà mình có thể tham gia vào thí dụ như là mình thấy ai đó tàn ác với con thú vật đi thú cưng mình đánh đập nó hay là mình xích nó lại mình ràng nó lại mình chói nó lại này kia đó thì mình có thể mình báo cáo với lại cái nơi này SPCA này để họ xuống họ giải quyết hoặc là mình vẫn có thể ủng hộ hoặc là bảo trợ gì đó rồi volunteer mình cũng có thể tới làm thiện nguyện viên cho cái hội này hoặc là mình có thể tới để nhận nuôi những cái con thú cưng mà họ đã giải cứu được nữa đó thì đó là cái cái spca cần humanity society, uh, society cũng như vậy luôn đó là cũng là cái nơi mà cứu những con chó đang gặp nạn đang gặp những cái sự tàn ác đối với lại chúng thì uh, quý vị ở uh, uh, gần cái khúc nào ở cái khu nào thì mình có thể đến Uh, society thì nó có nhiều nơi lắm ở trong quận Cam, đó cho nên mình vẫn có thể tới để mình uh, thăm hỏi coi là những con thú cưng có được cho nhận hay không. Nói về thú cưng đó thì ngày hôm nay uh, đang là có một cái cuộc điều tra ở tại Đà Lạt, có một người nào đó đã quay video lại và cho thấy một một ông đàn ông cầm gậy mà đánh hai con chó Husky, đó chỉ vì nó không chịu chụp ảnh chung với du khách, không biết vì lý do nào đó thì cái phong trào mà dẫn chó ra ngoài đường và những con chó mà nó đẹp kìa đó, rồi để du khách tới rồi nấn nó rồi chụp ảnh chung với nó để thu tiền đó, thì nó rầm rộ lên ở Đà Lạt, Lâm Đồng, vân vân, ở những cái khu uh, du lịch thì giống cái hình ảnh này là chúng tôi không có được phép cho thấy nhưng mà thưa với quý vị uh, một người đàn ông đã cầm cây gậy đánh đập tàn ác với hai con chó husky chỉ vì nắng quá nó không chịu đứng ở ngoài đường mà chụp hình với du khách mà nó chạy với bóng râm nó đứng thế là cái ông này ông cầm cái cây ông chạy thì ông đập nó mà cái cảnh này nó nó cũng phản cảm lắm nó ghê lắm cho nên không có chiếu lên đây được nhưng mà thưa với quý vị sau đó thì cơ quan công an của Đà Lạt Lâm Đồng cũng đã vào cuộc để điều tra và xác minh coi con chó đó là ai cái ông mà cầm cây đánh đập đó là ai thì ông này nếu mà bị bắt thì cũng sẽ bị kết tội là tàn ác với súc vật thì đó là cái câu chuyện của cái vụ mà đang tôi thấy đang rầm rộ lên ở Việt Nam à, ngày hôm nay có một cái bản tin cho thấy rằng là bảo hiểm xe sẽ tăng nữa nha quý vị nha từ đầu năm 2024 thì bảo hiểm xe đã được phép tăng lên tới 15% nhưng chưa hết đâu từ giờ đến cuối năm sẽ còn lên tới 50% nữa ít nhất là ở California, ở Missouri và ở Minnesota. Minnesota là có thể lên tới 61%, trong khi đó Missouri là 55% và California là 54%. Nhiều lý do để mà bảo hiểm tăng lên trong cái thời điểm này. Mặc dù mình thấy đó là, là lạm phát này chúng ta đầm tiền lương chúng ta là trả hết vô tiền nhà nè, rồi đồ ăn thì mắc mỏ mình tưởng là Uh, đó chỉ là tới đó là hành hạ mình đủ rồi nhưng không bảo hiểm xe sẽ ta tiếp tục tăng lên nhiều lý do mà hãng bảo hiểm đưa ra nói rằng là tại sao mà lại tăng bảo hiểm lên trong thời gian này là tại vì có nhiều cái uh, nó ảnh hưởng tới cuộc sống thí dụ như là bão tố nè chúng ta nói tới bão tố đó nên là mưa rồi bão này kia rồi những cái thiên tai như cháy rừng nè rồi những cái về À, cái lạm phát làm cho giá xe nó mắc lên mà khi giá xe mắc lên mà phải đi sửa xe thì nó cũng sẽ mắc theo quý vị tưởng tượng nha tôi lái một chiếc xe bình thường mà khi tôi bị đá văng ở trên xa lộ đó nó văng vô cái kiến xe phía đằng trước nó bị nứt ra một đường mang vô tôi tưởng là chừng tốn chừng 100-200 mình thay cái kiến đó thôi nhưng mà không vô trong đó là mới thấy cái kiến đó là bảy tám trăm cho tới một ngàn đồng cái miếng kiên trước mình mới ngạc nhiên mình nó ủa tại sao miếng kiến trước mà nó mắc như vậy thì họ mới nói là khoa học bây giờ nó văn minh rồi cái kiến trước của anh á là nó có luôn cái hệ thống khi mình lái chật cái len đó trên đường á làn đường đó mình chật cái làn đường nó sẽ báo động là ô oh, chật cái làn đường rồi hoặc là phải sửa tay lái lại hay là nó có cái hệ thống là dùng cái camera để nhìn coi cái cruise control của mình mình có chạy sát cái xe trước quá không để nó tự động nó thắng cho nên cái kiến đó bây giờ nó có nhiều cái ở trên đó lắm chứ không phải là nhìn mình nhìn thấy cái miếng kiến không thôi đâu. À nó cũng có, có nhiều cái uh, uh, trên đó nữa. Cho nên khi mà thay cái kiến đó đó là tốn cả 7 800 tới 1.000 chứ không phải là 100 200. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào một ít phút thông tin thương mại nói tiếp theo về tại sao giá bảo hiểm lại tiếp tục tăng lên ở California. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Trở lại với Cà Phê Sáng, thôi quý vị đang nói trước phần quảng cáo là uh, bảo hiểm xe. À, tiếp tục tăng lên và ở tại California mình ở đây đó thì từ giờ đến cuối năm có thể là cái mức đã lên cao nhất là 54% so sánh với lại năm ngoái à, có nhiều lý do mà đưa ra à, hãng bảo hiểm bây giờ phải trả tiền nhiều hơn để sửa xe vì giá xe trung bình bây giờ không còn như hồi xưa nữa trước thời đại dịch thì cái giá xe trung bình là khoảng 36.000 đồng cho một chiếc xe mới sau mùa đại dịch cho tới bây giờ thì giá xe trung bình đã đã lên tới 48.000 đồng cho một chiếc xe có nghĩa là nó lên hơn 12.000 đồng cho một chiếc xe trung bình nha quý vị nha giá trung bình đó cho nên vì cái giá xe tăng lên đồng thời từ lúc mà dịch cho tới bây giờ thì cái chuỗi cung ứng tức là có nhiều nơi họ chậm lại cái việc mà gọi là sản xuất ra những cái đồ phụ tùng để sửa xe rồi trong khi đó thì chiến tranh ở miền Trung Đông nó làm cho những con đường mà vận chuyển những cái hàng hóa đó, những cái phụ tùng xe này kia đó nó phải đi những cái con đường khác tránh những cái nơi đụng xe, những cái nơi mà chiến tranh. Cho nên khi chúng ta đụng xe chúng ta phải chờ đợi lâu hơn để có một cái món đồ chúng ta thay thế. Đó, rồi nó cái tiền hàng hải, cái tiền vận chuyển nó sẽ mắc lên tại vì phải đi đường vòng cho nó xa. Đó, cho nên có nhiều lý do lắm. Riêng California là cái vùng có động đất, là cái vùng có cháy rừng nhiều. Trong thời gian vừa qua thì nhiều hãng bảo hiểm đã phải bỏ tiền ra rất nhiều để mà đền bù cho những cái vụ thiên tai như vậy. Riêng vùng Minnesota, Missouri thì lại đối diện với lại lũ lụt nhiều à và mưa đá nhiều. Trong thời gian vừa qua thì cái bài viết ngày hôm nay đó họ cho biết rằng là những cái viên mà mưa đá đó nó to như là cái trái banh đánh golf các vị mà nó rơi xuống như vậy đó thì không bể kiến cũng móp xe không? những cái lỗ 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 móp trên xe đó những cái viên mưa đá mà nó nặng nha rồi nó rớt xuống nó làm cho hư hại những cái xe như vậy nữa họ đã phải đền tiền rất là nhiều rồi cho nên cuối cùng là họ phải tăng giá bảo hiểm lên cho trong thời gian một ca mặc dù là biết là là đồ ăn cũng tăng quần áo cũng tăng xăng cũng tăng không còn cách nào khác hết bảo hiểm phải tăng thì đây là cái bảng họ cho biết rằng là giá trung bình giá trung bình để có full cover có nghĩa là bảo hiểm đầy đủ nha vào tháng 6 của năm 2023 ở Minnesota là 1.492 đồng năm nay tháng 6 là 2.315 đồng năm trước đến năm nay đã tăng 55% từ giờ đến cuối năm là sẽ 61% có nghĩa là con số 2.315 đồng này có thể là sẽ là 2.500 hay là 2.400 mấy đi. Ở Missouri cũng vậy. Giá trung bình hồi tháng 6 năm ngoái là 1 hai đồng. Năm nay đã lên tới 2.386 đồng. Là lên tăng được à, khác biệt là 51%. Từ giờ đến cuối năm thì sẽ còn lên tới 4% nữa. Là phải đụng cái mức trần là 55% mới được. Đó thì họ mới nói rằng là mới làm ăn được ở tiểu bang này. Ở North Carolina... 960 đồng tháng 6 năm ngoái giá trung bình full cover năm nay là 1.404 đồng đã tăng 46% à, từ giờ đến cuối năm thì có thể giảm một tí còn 39% à, thưa quý vị đó là cái, à, cái, 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 cái mức trung bình California mình tháng 6 năm ngoái người nào có mua bảo hiểm full cover cho một chiếc xe trung bình đừng nói xe hạng sang đừng có nói Mercedes hay là Audi hay là uh, Maserati này kia đó thì xe bình thường thôi chắc này tôi nghĩ rằng về giá giá Honda Toyota nè xe tôi là Toyota đó thì cái giá trung bình tháng 6 năm trước là 1.666 đồng năm nay đã lên tới 2.417 đồng là đã tăng tới 45 phần trăm rồi so sánh từ năm trước đến năm nay nhưng từ giờ đến cuối năm sẽ lên tới 54 phần trăm tức là còn 10 uh, còn 9% nữa tăng lên đó cho nên hy vọng là khi mình renew lại cái bảo hiểm của mình đó năm nay nó chúng còn vài tháng nữa tôi tới cái lúc bảo hiểm nó nó đáo hạn rồi thì không biết là đóng tiền nó có ít đi hay không hay là nó sẽ tăng lên thì đó là nhưng mà cái này này cũng chưa có đâu nha Chờ họ so sánh năm ngoái đến năm nay đó tiểu bang Maryland là cái nơi mắc nhất để mua bảo hiểm giá trung bình full cover là 3.748 đồng một chiếc xe. Wow, Maryland. Ở đó tại sao giá bảo hiểm xe mất người ta? Em không biết. <laughs> nhiều người lái xe ẩu hay sao? Em không biết. Hay đụng đó. xe nhiều? À, thật sự đây là người ta em nghĩ là người ta phân bố theo theo cái mức thu nhập của thành phố với lại cái 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 cái, đời sống cũng có nữa chứ nếu như mà đơn giản thí dụ mà một cái tiểu bang nghèo mà nó đưa cái giá bảo hiểm lên về thì chắc chắn là sẽ không, không được, sẽ được không được ai ở đó nữa dạ hết chính chính xác thành trong đó khi đó. đó thì South Carolina cũng là nhất nhì nha 3.687 đồng mình ở đây đó 2.417 đồng giá trung bình năm nay nè mà ở đây là đã ba ngàn sáu ở New York là 3.484 đồng giá trung bình ở Nevada sát bên mình đây Nevada là 3.531 đồng ở đây quán bar nhiều uống rượu nhiều lái xe gây tai nạn nhiều ở Florida 3.444 đồng oh, cái Florida này cũng hiểu tại vì thiên tai à, bão hoài cho nên, nên mỗi lần có bão là lụt rồi bắt đầu hư xe rồi cây đổ sập rồi, rồi kia thì những cái nơi nào là có thiên tai nhiều thì giá bảo hiểm nó phải mắc là phải rồi đó nhưng mà tội tình quá ở california mình đây động đất cứ hù hoài có thấy có, có cái động đất mạnh nào đâu mà cứ tòa hiệp cứ phải tăng lên như vâng ờ, bảo hiểm tăng khi chúng ta đóng tiền bảo hiểm nó thật thật sự là khi mà nó tăng cười thì, thì cũng bảo vệ cho cái xe của mình ừ. nhưng mà có những cái tổ chức thiện nguyện hay là có, có, có tổ chức phi chính phủ đó ừ. thì người ta một số người dân hay là một cái số quận hạt nào đó người ta có kêu gọi để mà đóng tiền vào chúng ta làm thiện nguyện cho những cái tổ chức đó mà cái số tiền đó lại bị sử dụng sai mục đích thì cái đó oh. là một cái vấn đề rất là đáng để lên án thưa quý vị. ở à, trong cái thời gian vừa qua thì uh, Lido Sài Gòn TV cũng như là chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị về cái thông tin về ông Andrew Châu Đổ là giám sát viên của quận uh, quận Cam. thì ngày hôm qua rất là nhiều cái tờ báo uh, lớn người ta đã bắt đầu người ta can thiệp và người ta đưa lên về cái thông tin uh, nhất là tờ LA Times thưa quý vị uh, hiện nay thì quận orange county người ta bắt đầu để đơn kiện lên ông giám sát viên Andrew Đỗ và con gái của ông con gái của ông là một trong những người đứng đầu của cái tổ chức phi lợi nhuận là cái tổ chức mà vas thú vị đây là một cái tổ chức mà người ta bị uh, cáo buộc cái tổ chức này á, là trắng trợn cướp bóc tiền thuế trục lợi cá nhân để mà xài cái tiền riêng của cái tổ chức mà cái cô này đứng tên cái cô này là con gái của ông Andrew đổ là giám sát viên của quận cam trong cái thời gian mà ông Andrew đổ đó chỉ đạo thì có hơn 13 triệu mỹ kim đã đổ vào trong cái tổ chức này cái nhóm này và theo hồ sơ công khai mà Elletime người ta phát hiện là cái tổ chức này nhận tới hơn là 5 triệu mỹ kim để mà người ta đưa tiền vào trong cái tổ chức này để giúp nuôi người già và những người có nhu cầu trong cái đại dịch covid 19 nhưng thay vào đó thưa quý vị thì các giám đốc điều hành của cái tổ chức phi lợi nhuận này á lại tham gia vào cái việc mà tự giao dịch tràn lan rồi bỏ túi tiền uh, riêng của mình vào túi riêng vào địa phương và liên bang. Uh, riêng á cái đơn kiện cũng cho biết rằng á là cái báo cáo mới nhất người ta cho thấy rằng là một loạt những cái cuộc điều tra nó đang diễn ra kéo dài của cái tổ chức mà LAX này mà người ta nói là giám sát điều hành cũng như là giám đốc điều hành của VAS là Rihanna đổ là con gái của giám sát viên quận cam là ông Andrew Đỗ do một mối liên hệ nào đó mà chưa biết nhưng mà người ta nói là bên trong còn rất là nhiều cái khúc mắc thì hiện nay thì cảnh sát người ta cũng đang điều tra thì nguyên nhân quý vị thấy ở trên màn ảnh thì cái cô Rihanna Đỗ này cũng là một phần của những cái hành vi tự làm giàu bị cáo buộc điều tra như vậy rồi những cái vụ kiện người ta cũng tuyên bố là cái cô này sử dụng tiền sai mục đích để mà mua những cái ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la trong cái thời gian mà ba mình làm giám sát viên quận cam và đổ tiền cho cái tổ chức từ thiện này phi lợi nhuận này, rồi giám sát viên Andrew Đỗ hiện nay thì ông vẫn chưa đưa ra một cái bình luận nào ở uh, cái thời gian vừa qua với nhiều cái tờ báo và mặc dù mà một số luật sư người ta cũng đang coi cái vụ kiện này là một cái sự ô nhục cho cái quận cam khi mà một cái người giám sát viên đứng đầu một cái tổ chức ở ở ở, ở trong một cái quận hạt như vậy đưa con gái mình lên đại diện một cái tổ chức VAS để mà trục lợi lấy cái tiền để mà người ta uh, cung cấp nuôi dưỡng cho những người già, những người bị yếu trong cái đại dịch COVID-19 để sử dụng bỏ tiền túi riêng của mình rồi mua nhà riêng, mua biệt thự, mua những cái đồ rất là sang trọng mắc tiền. Thành ra đang vụ kiện người ta đang tiếp tục để người ta điều tra và có thể là người người ta sẽ theo 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 đuổi cái vụ kiện này tại rất là nhiều người người ta đã bỏ tiền vào cái tổ chức từ thiện này nhưng mà người ta không nhận được cái câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn là vụ kiện người ta sẽ diễn ra tiếp tục. Ừ, nghe nói đâu đó là sau một thời gian À, để kêu gọi cái tổ chức này trả tiền lại cũng như là cung cấp những cái bản báo cáo là số tiền đã được sử dụng như thế nào đó thì đã không được cái tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp lại cho những cái ủy ban điều tra à, số tiền đã dùng vào những việc gì tiền đó đi đâu vân vân thì đã không có những cái phản hồi cho nên bắt đầu là sẽ có cái đã, bắt đầu là có cái vụ kiện này chúng tôi sẽ quay trở lại việc này à, ngay sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhục Nhật Bản, báo Thi Shop 7142305591 230 5591 Trở lại với cà phê sáng thì trước phần quảng cáo, Lê Thái đang nói về cái việc điều tra một cái văn phòng tổ chức phi lợi nhuận là cái người mà đứng đầu ở đó đó là con gái của giám sát viên Andrew Đỗ và trong thời gian vừa qua sau khi mà có những cái tin cho thấy rằng là cái số tiền mà được đưa vào trong cái tổ chức phi lợi nhuận đó để cung cấp thức ăn cho những người lớn tuổi, người cao niên ở ngay vùng Quận Cam này đã không được sử dụng một cách đúng cách và số tiền đó nó đi về đâu rồi số tiền đó được sử dụng như thế nào những bản báo cáo đều không được cái tổ chức phi lợi nhuận này À, đưa ra, à, cho nên thưa với vị đã xảy ra cái cuộc mà ngày hôm nay à, đi kiện cái tổ chức phi lợi nhuận này à, phải làm rõ cái vấn đề cái số tiền đó đã được sử dụng như thế nào à, trong bản điều tra, à, bản báo cáo hay là trên kết cái cái cái, cái 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 văn bản mà à, đưa ra tòa đó thì cho biết rằng là con gái của giám sát viên Andrew Do, à, cái cô này đã dùng số tiền đó để mua nhiều mặt hàng đồ hàng hiệu à, cũng như là mua nhà những ngôi nhà mà lên tới cả, cả triệu đô vân vân thì cái việc này chúng ta sẽ chờ để coi là tòa xét xử như thế nào. À, tuy nhiên ngày hôm nay thì giám sát viên Andrew đó đã không có lên tiếng để phản hồi những cái uh, cuộc gọi hay là những cái uh, phỏng trả lời phỏng vấn à, cho biết rằng là cái việc này vẫn đang tiếp tục được điều tra và để chờ tòa để xem xét xử như thế nào cái việc này. À, có một cái bản tin ngày hôm nay cho thấy rằng là à, đây không phải là để quên con trong xe mà cái này là đứng ra ngoài xe rồi con nhỏ ở trong xe nó đụng chạm vô mấy cái nút khóa cửa xe lại thôi với quý vị chuyện xảy ra ở Studio City à rồi ngày hôm qua cảnh sát được gọi tới sở cứu hỏa được gọi tới thì họ phải phá cái cửa xe để cứu một em bé mới có 2 tuổi thôi ngồi ở trong xe và giữa cái thời tiết ngày hôm qua nó không qua nóng chứ đó, ngày hôm qua nóng nữa thì người ta lo về cái vấn đề an toàn của cái em bé 2 tuổi này và um, sở cứu hỏa đã phải uh, dùng mọi cách để mở cửa xe ra để mà cứu em bé trong xe. Ai là người gọi công uh, uh, sở cảnh sát cũng như là uh, sở cứu hỏa, chính người mẹ gọi Tại vì bà này chỉ bước ra ngoài xe để đứng nói chuyện điện thoại hay gì đó Rồi đóng cửa xe lại Thì đứa con trong xe bấm cái nút lock Khóa lại Bà không thể nào vô lại được Mà giữa thời tiết nóng nữa thì bà hoảng quá Bà không biết mà mở cửa như thế nào Chìa khóa thì để, để ở trong xe nữa Cho nên bà phải gọi 911 Khi mà sở cứu hỏa tới thì bắt đầu họ phá cái cửa ra Và cứu đứa bé ra ngoài Đứa bé không bị thương gì cả bà mẹ cũng không bị bắt nữa nhưng đây là cái trường hợp mà tôi thấy rất là nhiều rất là nhiều nha và nó cũng đã xảy ra là có nhiều nhà mất con là tại vì sợ xã hội thấy khi mà cảnh sát đưa cái bản báo cáo ra thì họ sẽ lấy con của mình để nuôi và sao chúng ta đã đi học những cái lớp nó gọi là cách bà, cách bà nuôi con cho xã cho đúng cách thứ nhất nha quý vị nha ghé vô mua ly cà phê có nhiều người nha sáng chở con đi gửi hay là đi học cái ghế vô quán cà phê xuống xe đóng cửa lại máy xe vẫn nổ chạy vô trong kia đứng lấy ly cà phê trong tiệm cà phê đó mua chugo ai ngờ đâu có một xe cảnh sát cũng ghé vô mua cà phê kế bên luôn và họ nhìn thấy đứa trẻ đứa bé ngồi trong xe luật của california khi mà chúng ta để một đứa nhỏ ở trong xe thì ít nhất phải có một người trên 12 tuổi ngồi ở trong xe để coi em bé đó chúng ta không thể nào mà để em bé nhỏ xíu 1, 2 tuổi trong xe mà chúng ta đi ra ngoài không có ở trong xe không có một người lớn nào hết đó là luật cho nên nhiều khi cái ông cảnh sát đó sáng nay ông mới bị uh, xui gì đó đi ông nhìn thấy ô cái xe này đậu ở đây nổ máy mà không có người lớn mà có em bé thế là ông làm ông làm biên bản liền ông, ông khó chịu mà ông làm biên bản liền rồi cái biên bản đó đó Sở cảnh sát có sẽ đưa vô sở xã hội Sở xã hội uh, Children uh, uh, Cái gì uh, Children home Họ sẽ nhúng tay vô nha Họ sẽ lấy con của quý vị Và sẽ mà uh, Gọi là uh, chăm sóc nó dùng cho quý vị Và quý vị phải đi học những cái lớp Là làm sao để chăm sóc con mình tốt hơn à, Rồi nhiều khi Đứa nhỏ nó ngồi trong xe bây giờ đang nổ máy xe nè hay là chìa khóa trong xe nè nó nó nghịch đi đứa trẻ mà chừng 4 tuổi thì nó cầm nó, nói, chìa khóa này đút vào đây vặn cái như thế nào rồi nhiều khi đó chúng ta đang để máy xe nổ đứa nhỏ nó trồm lên nó với vô cái cái chỗ mà chúng ta gạt số đó nó, nó gạt một cái thì sao nữa cho nên cứ nhiều cái nó nguy hiểm nó có thể xảy ra cho nên quý vị nhớ đừng nha <laughs> đừng vì ôi từ đây tới chỗ lấy cà phê đó có hai bước à mình đối tới mình đóng cửa lại mình chạy vô lấy cái cà phê mình chạy ra không lúc lấy cà phê đứng thối tiền rồi bữa nào đứng tám nữa sao bữa nay có gì lạ không bôn xa mình có gì lạ không thí dụ vậy đi đó vài câu thôi mà ai ngờ đâu xui mà có có ông cảnh sát ông cũng mua cà phê ông ghé xe và ông nhìn thấy một cái là coi như à, gặp ông dễ chịu thì không sao chứ ông khó chịu thì coi chừng quý vị như vẫn có những cái trường hợp khi mà để con trong xe chúng ta ừ. nghĩ rằng mở ac nhưng à. mà có nhiều cái xe đó nhiều cái xe là sau 30 phút nó tự động nó off nó tắt hết nó không có để cái AC lâu như vậy thành ra là chúng ta cẩn thận à, cái đứa bé mà anh trường đề cập tới thưa quý vị à, rất là may mắn tại vì mẹ ừ, đứng cái bên đã đúng rồi mở cửa vào cứu được rồi à, cũng có cũng có mẹ ở đó nữa thành ra không có vấn đề gì nhưng mà ngày hôm qua thưa quý vị cũng có một cái tình trạng rất là đau thương một em bé 3 tuổi thôi cũng bị chết ở trong xe do ba của mình để quên ở oh. trong xe ở michigan để mà đi mua những cái đồ lặt vặt ở trong một cái cửa hàng tiện lợi thưa quý vị à, Đứa trẻ này được phát hiện đã chết trong một cái chiếc xe SUV ở ngay chỗ một cái cửa hàng tiện lợi quý vị thấy đó là Family Fair uh, supermarket ở Michigan. Uh, người cha bị buộc tội là bỏ quên con mình trong xe bé chỉ mới 3 tuổi thôi mà trong khi đó nhiệt độ ngoài trời đang ở đó rất là nóng thưa quý vị. Trong xe đó là nhiệt độ là đã là 80 độ F rồi, nhưng mà nhiệt độ lúc đó ở ngoài là đến 104 độ F mà khi quý vị biết là một đứa trẻ mà bị nhốt ở trong xe mà xe không mở máy mà máy bay em bé đó chỉ cần là 5 phút là nhiệt độ máy bé là tăng lên cứ 10 độ F cứ ừ. cứ 5 phút là tăng lên 10 độ F khi mà ở trong đó Thật ra em bé đã không qua khỏi khi mà cảnh sát người ta tới thì văn phòng cảnh sát trưởng của quận Kalamazu người ta báo rằng là chiếc SUV này đã đã đậu ở bên ngoài một cái siêu thị đó là Family Fair Supermarket rồi các nhà chức trách người ta nghi ngờ rằng à, cái đứa bé này chết vì nhiệt độ cao tại vì khi mà à, ông bố được báo lại là ông bố chạy ra đó thì đứa bé đã chết rồi rồi ngày hôm đó thì nhiệt độ cũng rất là cao và ở ngoài người ta cũng chịu không nổi, người ta nói rằng nhiệt độ nó quá cao mà lý do tại sao mà người cha này lại rất là y như vậy để con mình ở trong xe một mình như vậy mà đi đi vào để mua đồ. Và đây là một trong những cái hành vi phạm pháp rõ ràng là nó đi kèm với lại cái nguy cơ gây hại hoặc là gây thương tích không hợp lý cho những em bé theo luật của tiểu bang ở Michigan trong cái thời điểm hiện tại. Uh, không rõ rằng là các công tố viên hay là những cái người ở trong ở trong tòa án người ta sẽ đưa ra một cái buộc tội nào cho người cha này hay không nhưng mà theo uh, tổ chức là Kiss and Cross Safety người ta xác nhận rằng đây là cái trường hợp tử vong thứ 20 của trẻ em trong xe hơi nóng trong năm 2024 từ đầu năm cho đến ngày hôm nay trong khi đó thì có 1.105 trường hợp được ghi nhận kể từ năm 1990 và quý vị biết theo hiệp hội y khoa và thú y của Hoa Kỳ người ta cho thấy rằng uh, nghiên cứu bên trong xe thì có thể là tăng nhiệt độ lên rất là cao, đặc biệt là 10 phút và lên 30 độ và trong vòng 20 phút nó sẽ lên đến nhiệt độ cao là đến 50 độ, đặc biệt là khi không có thông gió. Thì hiện tại vẫn chưa rõ là trẻ bị bỏ lại một mình trong xe là bao lâu hoặc là uh, đã đậu ở trong bãi xe bao lâu. Nhưng mà theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia người ta chỉ ra rằng là chúng ta hoàn toàn không được để trẻ em trong xe một mình cho dù lứa tuổi mười mấy tuổi cũng vậy. Tại vì nhiều khi bác không biết sử dụng những cái, cái cái đó như thế nào. Đặc biệt là có những cái tip mà chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng là chúng ta phải À, phải để những cái vật nào dễ nhớ kế bên ở dưới chân của bé phía, phía ngoài xe ở, à, ở phía sau xe thí dụ như cái giỏ cái điện thoại hay những cái vật giá trị nào đó hay là để mà chúng ta dễ dàng hoặc là đồ chơi của con chúng ta để kế bên chúng ta khi mà có con phía sau nhưng mà chúng ta để cái đồ chơi nào đó cần dùng của con phía trước thì chúng khi chúng ta lấy cái đó chúng ta nhớ à chúng ta có con phía sau thành ra là đây là một trong những cái trường hợp rất là thương tâm mà lê thái và anh nguyễn trường hay là xứng ngôn vị chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị trong chương trình cà phê sáng thường thường vào mùa hè đó thì những cái bản tin mà để quên con trong xe trong thời tiết nóng đó nó gây ra những cái hậu quả không lường thôi với quý vị nếu mà chúng ta để quên con trong một thời gian rất lâu thì nhiên trong xe nó sẽ nóng hơn và trong khi nó nóng hơn như vậy đó nó sẽ gây ra thiệt hại nó gây ra tử vong cho đứa bé ở trong xe à, cũng như là cũng nhắc với quý vị luôn nếu quý vị nhà có hồ bơi nữa cũng vậy thời tiết nóng à, để quên con trong xe là một thứ hai nữa đưa con tới hồ bơi để bơi đưa con bơi à, à, đi bơi đó thì nhiều khi cha mẹ đó ngồi đó là chăm nhìn con mình bơi như thế nào không đâu cầm điện thoại chơi Facebook đến lúc nhìn lên ủa đứa con mình nó đang bơi đâu mất tiêu rồi cái đó cũng nguy hiểm lắm Cho nên quý vị nhớ à, cẩn thận khi đưa con đi bơi thời tiết nóng chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường dầu gội nhuộm Nhật Bản Bảo Thi Xốp 7142305591 cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái kính à, thưa quý vị phòng tập thể dục hay chúng ta gọi rằng là phòng gym là những nơi mà hoạt động công cộng đó thì ở không biết là oxy của mình thì có nhiều nơi không thì em không biết Hoặc là những cái phòng đó thì cái quy mô của nó lớn lên như thế nào, lớn hơn như thế nào Và nó to như thế nào thì Lê Thái cũng chưa có dịp được mà bước vào trong ừ. Nhưng mà vừa qua thưa quý vị thì các viên chức ở thành phố Vai Người ta đã phê duyệt một cái dự án trị giá là 100 triệu Mỹ Kim ừ. Và cái dự án này là dự án người ta sẽ xây dựng một cái phòng tập thể dục công cộng trong nhà và trị giá đến 100 triệu kim có nghĩa là cái phòng này cũng khủng khiếp lắm rất là lớn thưa quý vị à, đây là một trong những cái phòng tập thể dục trong nhà để mà cư dân ở thành phố ở vai có thể sử dụng thêm gồm có rất là nhiều cái tiện lợi trong đó ví dụ như là bóng rổ bóng chuyền cầu lông và những cái môn giải trí thể thể thao trong đó à, các thành viên của hội đồng thành phố ở vai cũng đã bỏ phiếu nhất trí tại cuối cuộc cuộc họp vào ngày hôm qua để mà người ta phân bổ khoảng là 100 triệu mỹ kim xây dựng cái cơ sở mới này trong một cái khu phức hợp kinh doanh ở thành phố Ở Vai à, Mặc dù cái thiết kế nó chưa được hoàn thiện Nhưng mà à, các nhân viên này người ta cho biết Rằng cái phòng tập thể dục trong nhà này Có thể là có nhiều cái loại hình Mà hoạt động cái sân nó khác nhau Ngoài cái phòng cộng đồng hay là những cái sảnh Ở phía trước á, thì vẫn có cái không gian văn phòng Dành cho những cái văn phòng người ta Mà người ta à, sinh hoạt hay là người ta làm việc à, Cái thiết kế này nó cần Thêm cái sự mà tiếp cận của cộng đồng Trước khi mà người ta sẽ hoàn thành Những cái cấu trúc cũng như là cái bố cục Của cái dự án này à, Trước đây á thì hội đồng thành phố ở vai người ta cũng đã xem xét cái việc mà xây dựng một cái phòng tập thể dục cũng giống như vậy nhưng mà khi mà đưa ra cái bản thảo đưa với lại những cái mọi cái dự án đó thì những cái ước tính chi phí nó lên tới là 170 triệu mỹ kim và khi mà người ta xây dựng phải mất đến 5 năm để mà người ta hoàn thành hoàn thành hoàn thiện cái cái công trình này thành ra là cái dự án mà mới vừa đưa ra trong mấy ngày vừa qua đó thì nó lại là nó 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 hiệu quả hơn, nó nhanh hơn và cái giá tiền của nó lại nó giảm hơn nhưng mà nó lại rất là có hiệu quả cho những cái cộng đồng cư dân ở thành phố Vai trong thời gian sắp tới nếu như sử dụng cái phòng tập thể dục này thì người ta sẽ dự định là xây dựng nó ở trên một cái nhà kho tại Cơ Lô Đức ở số là 17300 Red Hill Avenue ở thành phố Oai. Thay vào thay vào đó thì người ta cũng phối hợp với lại những cái thành phố cũng như là một số cơ sở cũng như là một số công ty xây dựng để mà người ta sẽ xây dựng những cái phòng tập thể dục chuyên dụng, chuyên biệt dành cho những cái môn thể thao mà nó nó, nó mang cái tính chất là à, gọi là chuyên biệt có thứ vị như như là bóng rổ, cầu lông thì người ta phải làm cái sàn như thế nào rồi ở trong cái khuôn viên đó thì người ta sẽ xây cái sân bóng rổ nó phải mang cái chuẩn như thế nào để cho à, cư dân có thể người ta có thỏa lòng khi mà người ta tham gia vào những cái môn chơi thể thao ở trong cái phòng tập thể dục này và hội đồng thành phố người ta cũng đã phê duyệt cái số tiền đó để mà xây dựng cái tòa nhà này một phần là cho cư dân một phần là cho những cái người làm việc ở trong cái cái tòa nhà đó à, cũng là sử dụng những cái công viên trong cái khu phức hợp thương mại ở vai này có nghĩa là nó nằm ở trong cái khu phố lân cận là nguyên một cái khu nó tập hợp nhiều cái cơ sở thương mại rồi có công viên trong đó có những cái văn phòng rồi có những cái khu phố cái nhà townhouse ở trong đó thì nó làm cho cái khu phố này nó trở lên nó sầm út nó hay hơn và ước tính là cái phòng tập thể dục này sẽ được mở cửa cho công chúng vào năm 2026 và những cư dân nào chúng ta đang sinh sống tại thành phố Vai, chúng ta sẽ chờ đợi khoảng 2 năm nữa, chúng ta sẽ có một cái phòng tập thể dục cộng đồng công cộng rất lớn. Quý vị có thể tha hồ vô trong đó chơi bóng rổ. Anh Trường có thể vô đó chơi bóng rổ. Tôi không có là đủ thước tất để mà chơi bóng rổ. Mình chơi cho nó cao tôi nữa. Tôi đi nếu mà có đi <laughs> chơi thể thao gì đó, tôi đi bơi. Wow. Thích đi bơi nhất. từ à, uh, yeah. Tại vì khi mà mình bơi lội đó thì mình sử dụng mà tất cả những cái gọi là muscle ở trong cái người của mình mặc dù tôi không có muscle đó thì mình vận động này mình bơi chân bơi tay rồi đầu mình cũng phải ngoái tới ngoái lui thấy nó rất khỏe à, cập nhật với cái bản tin là có một xác chết được tìm thấy ở một khu thương mại sát bên nước Bước lộc thọ vào buổi sáng thứ bảy vừa qua <laughs> thì à, quý vị cũng thấy là trên mạng xã hội cũng như báo chí cũng có đăng đó là sáng thứ bảy vừa qua vào lúc 5 giờ 45 phút sáng thì có người gọi cho cảnh sát Westminster và báo cáo rằng là thấy một xác chết nằm ở ngay trên đường đi một cái khu thương mại sát bên Phước Lộc Thọ. À, thưa quý vị, thì khi mà à, cảnh sát tới nơi đó thì thấy một người nằm ở đó à, không cử động. À, sau đó cảnh sát cố gắng cứu người đó nhưng mà đã không qua khỏi. Sau đó biến thành một vụ án mạng và cảnh sát điều tra. À, tuy nhiên đến sáng ngày hôm nay đó thì theo như mà số tin tức cho biết là một người Việt Nam đã bị bắt à cái người này có tên là hòa lê 48 tuổi là tình nghi thôi đang là tình nghi đã dùng dao đâm vào đầu cái người vô gia cư kia làm cho người kia thiệt mạng à, số tiền tại ngoại để à, đóng tại ngoại hậu cha đó thì là một triệu đồng à thưa quý vị à, cảnh sát sau khi mà nghe được tin báo của một người ngồi sạc pin điện thoại có thể là họ dùng cái à, lỗ cắm điện ở ngoài đường ở gần một cái khu uh, uh, nhà nào đó ở đó đó thì họ ngồi sạc pin thì theo như cái người đó kể lại là có ba bốn người tới đánh cái người vô gia cư này rồi sau đó đâm người này rồi bỏ đi thì cảnh sát mới đi lùng chung quanh khu vực và đã nhìn thấy và bắt được ông hòa lê đang ở một cái khu thương mại gần đó, đó. sau khi mà tới để hỏi về điều tra rồi này kia đó thì họ mới, mới, mới... Nghi ông này chính là thủ phạm đã đâm cái ông vô gia cư kia uh, thiệt mạng ở ngay cái bãi đậu xe của nhà sách Văn Bút hàng ngay đó hả phải không? Yeah. Cũng như là bánh cuốn Tây Hồ rồi uh, cái tiệm in gì ở ngay đó nữa. Yeah. Đó, cho nên thưa với quý vị, đây là cái uh, đây, quý vị nhìn thấy đây là Phước độc thọ nè, thì nó nằm ở kế bên. Thì cái xác người này nằm ở giữa đường. Đó, thưa với quý vị. Đó, thì uh, tin tin mới nhất nha là một người mà đã bị bắt vì tình nghi là đâm người vô gia cư. À, cũng là một người Việt Nam luôn à, tử vong ngay tại à, sát bên Phước Lộc Thọ. Dạ vâng. kính à, thưa quý vị ngày hôm qua thì FDA người ta đã cảnh báo thu hồi à, Cái con hầu tại chính cái tiểu bang do nó có khả năng là bị nhiễm cái vi khuẩn. À, con theo hào quá, hả? con hầu anh. Con à, hầu. hầu con hầu. Và dạ, con hầu con hầu mà mình hay ăn con con oyster, oyster. đó. Và dạ, con oyster mà chúng ta hay ăn mà ăn mù tạt chấm nèo. Ừ, bắt, bắt chanh vào. Với lại có theo sauce. Và có sauce cũng ngon. Yeah, rồi nướng mỡ hành đồ rắc đó. Chút xíu đậu phộng lên ăn cũng rất là ngon. Yeah. Tùy theo mỗi người thôi, tùy theo cái sở thích. À, thì cục quản lý thực phẩm là FDA này người ta cũng đã công bố à, vào ngày 1 tháng 7 cho đến là ngày 3 tháng 7 là người ta nói là từ hai cái địa điểm khác nhau tại cái cái giờ đó cái ngày đó ở vịnh Lewis ở Cap Cod thưa quý vị. Thì nó có liên quan đến bốn trường hợp những cái người này bị mắc bệnh do vi, do nhiễm cái con vi khuẩn đó là con Campylobacter. Đây là một trong những cái loại vi khuẩn người ta thường được gọi là những cái con làm bị ngộ độc thực phẩm và các đại lý nào mà chúng ta đang nhận và chúng ta nhận những cái hàng từ những cái cơ sở, những cái công ty mà nó đã bán có con oyster này là động vật có vỏ từ cái công ty mà Iceland Chris Oyster và công công ty mà Chatham Selfish Co thì chúng ta phải là cẩn thận khi mà chúng ta đã mua những cái con này về là chúng ta xem cái hiệu đó như thế nào để mà trả lại hoặc là ăn thì phải theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình. À, những cái người trong FDA người ta nói rằng là đã hai cái công ty này này đã tự động là ban hành cái lệnh thu hồi đối với tất cả những cái loại hầu đã được thu hoạch trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 18 tháng 7. Ngoài ra thì sở thủy sản của tiểu bang người ta cũng đã đóng cửa những cái khu vực thu hoạch hầu ở những cái khu vực mà những cái công ty này đã, lấy hàng về hoặc là đang đã thu hoạch đó thưa quý vị. À, cái con hầu này nó được phân phối cho các nhà hàng và các nhà bán lẻ ở rất là nhiều tiểu bang bao gồm là ở massachusetts rồi à, California connecticut florida illinois uh, minnesota missouri new jersey new hampshire new york và pennsylvania à, mặc dù là fda người ta cũng lưu ý rằng là một số con hầu cũng có khả năng là bị nhiễm khuẩn nhưng cũng có thể được chuyển đến các tiểu bang khác bằng những cái phương tiện khác uhm. Thành ra khi mà chúng ta ăn chúng ta cũng phải cẩn thận à, khi mà quý vị nhiễm khuẩn cái con virus này á, cái, cái con mà vi khuẩn này thì có các triệu chứng bao gồm là tiêu chảy tiêu chảy thường có máu nha rồi sốt cao đau bụng buồn nôn và nôn kéo dài từ 2 cho đến 7 ngày và các triệu chứng có thể là nghiêm trọng hơn thậm chí là đe dọa đến tính mạng nếu như mà chúng ta là những người có hệ thống miễn dịch chúng ta yếu người già hoặc là trẻ nhỏ và cho đến nay thì đã có bốn người công bố là đã bị ngộ độc thực phẩm do ăn những cái con hầu bị nhiễm khuẩn này nếu như quý vị đã thấy những cái triệu chứng này thì đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để chúng ta thăm khám hoặc là đã mua hầu từ một trong những cái cửa hàng mà Lê Thái đang up ở trên đây cho quý vị coi thì chúng ta hãy kiểm tra lại với nhà bán lẻ địa phương để mà bảo đảm rằng con con hầu của mình không nằm trong số cái lô hàng bị người ta thu hồi từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày để thái, để thái đọc lại từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 18 tháng 7 đó là những cái lô hàng mà những cái con hầu này có nguy cơ bị nhiễm khuẩn chứ không phải là tất cả tùy theo cái bụng của mỗi người nữa. À... Tôi thấy là năm nào cũng vậy đó thì sở y tế khi mà tới mùa hè đó à, hay là mùa đông thì họ hay đưa ra những cái khuyến cáo là trong cái khoảng thời gian bao lâu đó chúng ta một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó chúng ta không được ăn sống những cái con mà vớt lên từ biển đó thì quý vị cũng để ý là khi chúng ta ăn những con hầu này hay là những cái nghêu sò gì đó chúng ta mà không nấu chín đó thì nó cũng nguy hiểm chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi Shop bảy một bốn quý vị vẫn giữ Little Sài Gòn TV để xem chương trình cà phê sáng cho tới giờ phút này rồi thưa quý vị. Chắc là quý vị cũng đã uống cà phê xong và đã chuẩn bị đi đi làm. Bây giờ cũng đã là 8 giờ 20 phút rồi. Um, tên của mình, tên đó quý vị nha, có được copyright hay không? Ừ. Tức là không ai sử dụng tên mình được hết. Nếu như mình mua bản quyền anh, em nghĩ vậy? Mua bản quyền, dạ. không có chuyện đó. Không có luôn hả? <laughs> không có chuyện mua bản quyền tên nha quý vị nha. Cho nên ừ. mình thấy là tên trùng hợp nhiều lắm. Yeah. tên rất là nhiều nhiều người trùng tên cái câu chuyện này xảy ra ở bên nước anh ở bên nước anh nha thưa quý vị bà mẹ và đứa con gái bà mẹ để dành tiền một thời gian hy vọng đưa con gái mình đi disneyland để chơi đó để dành tiền rồi tính toán ngày lấy về kê sần rồi xin hãng xưởng được nghỉ làm rồi háo hức lắm đi mua vali rồi này kia mọi thứ xong hết rồi đến lúc mà coi lại cái uh, giấy tờ để coi có co, co mang theo đầy đủ hay không á thì con mình chưa bao giờ xin có cái passport, có cái có cái hộ hộ chiếu hả? À. Tí Việt dạ. Nam gọi là hộ chiếu. Dạ. Con mình chưa có giờ có hết thì bà mới nộp đơn lên xin xin sở passport của nước Anh và xin cho con mình một cái tấm hộ chiếu để mà nó có thể đi máy bay rồi đi chơi này kia. Thì khi mà bà đưa con tới sở để mà làm đơn xin cái hộ chiếu thì con của bà đã bị từ chối. Trời, nghe tin đó xong bà mẹ đau khổ luôn. Tột cùng, tại vì bao nhiêu sự tính toán đi chơi sẽ vui vẻ như thế nào, tiền để dành đã được rồi, vé máy bay cũng đã đặt rồi, ngày tháng này kia xong hết rồi. Đó, thì con mình không được cung cấp cái passport. Tại sao? Sở passport nói tên của con gái của bà đã được một công ty mua bản quyền rồi và bà không thể sử dụng tên của con gái bà cho cái passport đó nữa phải đổi tên khác cho nó. À, nó có mua bản quyền kìa. Chưa chưa chưa. Chưa chưa Nhưng thưa quý vị bà bà đau khổ bà nói chứ Ủa tại sao có cái chuyện mà tên đã được mua bản quyền? Tôi tôi tưởng là khi mà tôi sinh con ra tên của con tôi tôi muốn đặt cho nó là tên gì là tên thôi sao có chuyện mà cái tên đã, đã được mua bản quyền rồi bà rồi bà nhấn mạnh thêm nếu mà cái tên đó đã được mua bản quyền rồi thì tại sao lúc sinh con ra con tôi làm giấy khai sinh nhà thương nó không biết nó vẫn cho cái tên đó như thường giấy khai sinh vẫn là tên của bà muốn đặt cho con bà đó nó phải bắt nó phải bắt, nếu mà đã mua bản quyền rồi thì phải bắt đầu từ cái chỗ mà làm giấy khai sinh đó là nói tôi nhà uh, cái gì đó cơ quan địa phương và nó cho tôi biết rằng là, là à, bà không được lấy cái tên này đâu uh, gì đó tên đó thí dụ như là tấm cám <laughs> không được lấy tấm cám tấm cám là mua bản quyền mất rồi Ví dụ vậy thì bà mới nói rằng là bắt nguồn từ nhà thương đã là sai rồi tại vì đã cho tôi cái giấy khai sinh thì không thể nào mà con cái tên đó không được lấy thế nhưng thưa quý vị sau khi điều tra thì sở passport uh, hộ chiếu của nước Anh gửi thơ xin lỗi Ô cái này là một cái sự nhầm lẫn. Tại sao? Tên của con gái bà nó trùng với một cái tên nhân vật ở trong cái bộ series truyền hình Game of Thrones, phim phim cổ trang hả? Dạ phim phim cổ trang của Mỹ. Đó là một cái series từ năm 2011 cho đến năm 2019. Tôi không có coi cái đó, tôi không biết là như thế nào. Nhưng mà trong đó có một nhân vật có cái tên là hình như là Khal Khal hình như vậy. Tôi nhớ là như vậy. Thì con của bà cũng là si Đó. Thì khi mà tới rồi cái sở sợ sở sợ, sợ đó nói rằng là tên con của bà đã được mua. Thì bắt đầu mới, luật sư mới nhảy vào. Và sau khi mà luật sư nhảy vào họ điều tra, họ đọc từng chữ một trong cái bản quyền của công ty uh, mà làm phim đó làm như là công ty Warner Bros phải không ta? Dạ yeah, phía bên uh, máy của Lê Thái thì Lê Thái đã search được cái tên mà hồi nãy anh Trường tìm ra. À, si là... đây là một cái nhân vật À. Ờ, trong cái series phim mà Game of Thrones đó là cái cô mà Emilia Clarke à. là cái người nhân vật đóng chính của phim này. À, yeah. Rồi đó, rồi rồi. Thì thôi quý vị luật sư mới tìm ra cái công ty mà mua bản quyền cái chữ Khalisi là công ty Warner Brothers. Thưa quý vị là hãng phim lớn của Mỹ. Nhưng mà trong đó cái câu mà họ mua bản quyền là họ nói rằng là không được sử dụng tên này trong trường hợp Bất cứ trường hợp làm thương mại nào. à Tên này tên con của mình mà. Con mình đâu có làm thương mại gì đâu. phải không? Cho nên là sau khi mà luật sư gửi thơ qua lại. Email qua lại. Rồi trong khi đó sở cung cấp hộ chiếu. Thì lại nói rằng là chúng tôi đang chờ đợi. À, cái sự trả lời của Warner Brothers. Là cái hãng làm phim. Là cho phép làm passport, làm hộ chiếu cho cái cô Khaleesi này hay không. Thì sau khi luật sư thông báo rằng là. Ê cái này là chỉ mua cái tên với mục đích để làm thương mại quay phim thôi chứ đâu phải là mua cái tên là cấm người ta đặt tên con như vậy đâu ví dụ như vậy thế là sở à, hộ chiếu à, của bên nước anh vội vàng gửi thơ xin lỗi bà mẹ thì vui mừng là con mình được cấp hộ chiếu và nói rằng là trời ơi tới từ giờ tới ngày mà được đi disneyland nó háo hức vô cùng không biết là cái hộ chiếu nó về còn kịp hay không nữa ở trên mạng thì anh trường sẽ thấy là cái nhân vật ở trong bộ phim mà Game Uptron đó là kelly C đây à. là cái cô gái này ở trong nhân vật trong phim à, nhưng này... mà tên là tên trong phim nó, đó dạ. đâu là tên ngoài đời tên trong phim chính vì lý do đó thành ra người ta muốn mua bản quyền cái tên này là những cái tên à. người ta đã bắt chất xám ra người ta đưa vào trong một cái nhân vật trong phim thành ra người ta không muốn một cái công ty thương mại nào lấy cái tên này sử dụng cho một cái mục đích thương mại thí dụ như làm ở thú nhồi bông hay là làm một cái sản à. phẩm thời trang nào đó thì làm đây là trong những gọi là cái cái bản quyền về trí tuệ thành ra người ta không muốn ai sử dụng đó. Tôi mai, mai, con gái sinh ra mà đặt là cô bé lọ lem không chừng cũng bị kiện đó, tại vì cái hay, là gì đó nhiều khi đó... tại vì cái, cái cái đó là được sử dụng trong phim ảnh truyện thôi. Con gái tên lem hơi kỳ á. À. À, con gái lật lại với tên lem hơi kỳ thưa quý vị. À, ngày hôm qua, ư, ngày hôm thứ bảy và cô tuần vừa rồi thưa quý vị thì có một cái cái lệnh cái cái hiệu lực một cái quy tắc mới bên real estate bên địa ốc của California nó thay đổi và bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ bảy vừa qua. Đó là những cái quy tắc về chúng ta sử dụng cái tiền commission giữa agent và người bán người mua nó như thế nào. Và đây là một trong những cái thay đổi một năm hơn một năm qua nó làm cho sao động hết cái thị trường địa ốc nhất là những người làm trong broker hay là những người là agents của bên buyer hay là bên bên seller nó làm cho người ta cũng hơi bơ bị băn khoăn, quý vị. Và vừa rồi thì thứ bảy nó đã đúng là có hiệu lực tất cả những người làm bên địa ốc bắt buộc là phải cập nhật về cái tình hình cái quy tắc này thưa quý vị đây là một trong những cái quy tắc mới trong bất động sản dành cho người mua và người bán nhà trên toàn tiểu bang california à, bắt nguồn từ một cái thỏa thuận mà hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia người ta công bố cách đây vài tháng à, khi đó thì vẫn chưa đưa ra cái quyết định nhưng mà quyết định vào thứ bảy là có hiệu lực các quy tắc mới này nó sẽ thay đổi cái cách thức hoạt động của cái commission khi mà chúng ta mua bán nhà như thế nào À, khi mà kết thúc giao dịch hay là ở trong địa ốc chúng tôi hay gọi là escrow thì cái người bán à, người ta sử dụng một phần trong cái phần trăm mà người ta lời cái tiền lời người ta bán nhà đó người ta phải trích ra cái số tiền lên đến 6% để người ta trả một nửa đó thì dành cho công ty môi giới chính của agent mà đã giúp họ bán được căn nhà đó ừ. một nửa sẽ dành cho bên phía bên người mua có nghĩa là người bán sẽ là người chịu hết. Dạ oh. yeah. sau đó thì các agent sẽ nhận được một cái khoản commission để trả cho cái công ty môi giới, cái công ty mà họ đã đứng ra họ làm để mà họ môi giới cho những cái người mua hoặc người bán đó. Tuy nhiên thì cái phán quyết của một cái thẩm phán liên bang người ta nêu rõ rằng cái cái AER NAR này thưa quý vị, nó thông đồng để mà thổi phồng có hoa hồng một cách giả tạo trong cái thời gian qua. Thì tòa án người ta cũng cho biết rằng NAR yêu cầu các agent của người bán phải trả tiền commission cho một công ty môi giới của bên phía bên người mua khi mà cái công ty này người ta niêm yết một cái giá cụ thể của một ngôi nhà trên các cái sàn uh, uh, gọi là địa ốc có thí dụ như là Zillow hay là bên Redfin á thì quý vị thấy là nó sẽ niêm yết với cái giá là NAR. thì theo cái thay đổi này thì người bán hiện nay là đều quyết định xem là có nên trả bất kỳ cái khoản tiền uh, commission nào cho bên công ty môi giới của người mua hay không ừ. và nếu họ chọn trả đó thì họ sẽ trả quyết định là cái số tiền trả là bao nhiêu và cái đó là công trắc giữa người đó với lại bên bên người mua thưa quý vị. Ngoài ra thì agent của người bán cũng không còn được phép quảng cáo những cái commission có nghĩa là bên bên người bán không không được phép quảng cáo riêng cái commission có nghĩa là mình tự thay đổi cái commission bao nhiêu phần uh, trăm cho các bên agent của bên người mua trên nhiều cái dịch vụ niêm yết. Không nghĩa là khi mà giao dịch giữa những cái agent với nhau thì đôi lúc chúng ta đưa ra những cái khoản hoa hồng rất là cao cho bên agent của bên người mua thì có thể là nó sẽ gây ra cái sự hỗn loạn và cái sự thay đổi này là người ta nói rằng nó nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì thị trường địa ốc nhưng mà nó quyết định rất là nhiều cho cái thị trường địa ốc sắp tới à, có thể là sẽ biến động một vài thời gian nữa nhưng mà chúng tôi sẽ cập nhật trong những cái biểu vọng sắp tới những cái thông tin sắp tới về cái thị trường địa ốc mình cảm ơn quý vị theo dõi chương trình cà phê sáng ngày hôm nay ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới cảm ơn quý vị theo dõi cảm ơn lê thái và hẹn gặp lại vào ngày mai cũng từ 7 giờ tới giờ này dạ vâng và kính chào quý vị hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai